Toàn bộ là bản trương, là trương liền khối dày 10 phân, đục tỉa hai mặt và hoàn thiện qua 7 lớp BUM. Tất cả là bên em làm, kể cả bên trong lỗ sờ đều nhẫn nhịn hết các bạn nhé, nhẫn nhụi hết và đục tỉa hai mặt tiến sẽ còn mà so người. Và trương thì em đang làm kiểu dáng trương là trương vương liệm nhé em, vương liệm hoa hồng hoa tây này, tất cả những chi tiết nha các bạn nhé. Đấy, gỗ đều màu tăm tắp và trương liền khối. Vách cơ sở em cũng làm là vách liền luôn một tấm và làm vách là vách để trơn để nổi ra những cái đường vân rất chia đẹp như này, vân của gỗ tự nhiên, gỗ đỏ ba chi 100%. Các bác mua hàng thì em phải kiểm tra thoải mái. Vách dày 5 phân và giữa vách thì luôn luôn đục cái giải lụa hoa tây theo rồi. Và bộ sản phẩm này cơ sở em năm nay là làm cải tiến hơn là tê vén cong, tê đặc vén cong các bác ạ. Và đặc biệt nhất của bộ sản phẩm này là cái giá trị nhất đấy các bạn, là cái ván này. Như em đang làm là ván tràn liền với một tấm dày 6 phân, hàng không chấp ghép. Và riêng một đoạn lớn này các bác có thể ngồi tầm 5 người lớn này, ngồi rất chi thoải mái mọi người nhá. Vâng các bác ạ, hiện tại thì em vừa mới hoàn thiện xong được một bộ. Đây phải gọi là siêu phẩm Hoàng Gia chân 16, hàng ván tràn liền tấm dày 6 phân và được làm trên nền chất liệu gỗ gõ đỏ ba chi các bác nhá. Một trong những cái chất liệu gỗ mà bây giờ đang được rất là nhiều khách hàng đang săn đón. Thì hiện tại bộ sản phẩm này nhé, vừa sơn BUM xong gồm 6 món và giờ em sẽ đi ở bên trong giới thiệu chi tiết cho mọi người và sẽ báo giá mọi người với một mức giá cực kỳ là khuyến mại mọi người khi mà các bác xem hết video này các bác nhá. Hiện tại thì bộ sản phẩm Hoàng Gia Louis chân 16 này em đang làm là 6 món, một đoạn, hai ghế, một bàn và một đôn kệ bàn, một đôn chiếu lương thấp. Thì cả bộ sản phẩm này thì sẽ kê chiến diện tích vào phòng khách nhà các bác cái khoảng là 18 cho đến 20 vuông. Thì cái chiếc đoạn dài này thì cơ sở em đang làm dài lên tới là 2m8, sâu là 83, cao là 1m58 phân là kích thước cả phổ bì. Thì điểm đặc biệt của bộ sản phẩm này là nhà em làm là tê vén cong, tê đặc. Toàn bộ là trương liền khối dày 10 phân, đục tỉa hai mặt và hoàn thiện qua 7 lớp BUM. Tất cả là bên em làm, kể cả bên trong lỗ sờ đều nhẫn nhịn hết các bạn nhé, nhẫn nhụi hết và đục tỉa hai mặt tiến sẽ còn mà so người. Và trương thì em đang làm kiểu dáng trương là trương vương liệm nhé em, vương liệm hoa hồng hoa tây này, tất cả những chi tiết nha các bạn nhé. Đấy, gỗ đều màu tăm tắp và trương liền khối. Vách cơ sở em cũng làm là vách liền luôn một tấm và làm vách là vách để trơn để nổi ra những cái đường vân rất chia đẹp như này, vân của gỗ tự nhiên, gỗ đỏ ba chi 100%. Các bác mua hàng thì em phải kiểm tra thoải mái. Vách dày 5 phân và giữa vách thì luôn luôn đục cái giải lụa hoa tây theo rồi. Và bộ sản phẩm này cơ sở em năm nay là làm cải tiến hơn là tê vén cong, tê đặc vén cong các bác ạ. Và đặc biệt nhất của bộ sản phẩm này là cái giá trị nhất đấy các bạn, là cái ván này. Như em đang làm là ván tràn liền với một tấm dày 6 phân, hàng không chấp ghép. Và riêng một cái đoạn lớn này các bác có thể ngồi tầm 5 người lớn này, ngồi rất chi thoải mái mọi người nhá. Một cái đặc biệt nữa, khi mà mọi người xem mặt tràn thì em để ý nhá, thì em làm cái lòng ngồi của nó rất là to. Riêng trong lòng này to lên tới là hơn 60 phân các anh nhá. Ở trên thị trường ta chỉ làm tầm 57 cho đến 58 thôi, nhìn trông rất là hẹp, còn em làm to ra để ngồi cho thoải mái. Mà cái tấm cũng phải là chọn gỗ to hơn nên là giá trị rất là nhiều. Và cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng. Chân nhà em đang làm là chân lối nguyên khối. Chân làm năm nay là mẫu mới nhất các anh nhá. Vén cong tứ diện, chân 16, yếm dày 4 phân, đục theo lối là hoa tây. Và đây các anh nhìn xem cái dáng này. Tất cả năm nay nhà em làm này, bo cong vén cong tứ diện các anh nhá. Mà so này, đục tỉa hai mặt, mặt sau hoàn thiện đều đẹp như mặt trước và mặt sau đục cũng rất là đẹp. Các bác nhìn chiêm ngưỡng giúp em. Ở giữa thì hiện tại thì em đang kê là một chiếc bàn lớn và một chiếc đôn kẹp và một chiếc đôn thấp. Em sẽ giới thiệu chiếc bàn trước. Bàn em đang làm kích thước là rộng lên tới 87 phân, dài 1m67 và mặt tràn liền một tấm không chấp ghép một chút nào các bác nhá. Các bác có thể kiểm tra giúp em những cái thứ vân này của nó này, liền đều tăm tắp, đấy là liền. Đấy còn các bác nhìn chấp thì các bác biết nghe, nhìn trông rất là điêu. Còn như em làm mặt tràn liền tấm và đục có đục chạm khắc ở đây là hoa là tây chống đồng. Tất cả những cái chi tiết thì nhà em làm là hoàn thiện kể góc cách, nhẫn nhụi hết, đẹp hết cho mọi người. Đấy các bác về chỉ dùng thôi. Khi mua sản phẩm này nhà em có tặng kèm với ở trên là một bộ combo cây trà trị giá là 1,2 triệu và tặng kính bàn kính đôn. Đấy hiện tại thì em đang giới thiệu chỉ giới thiệu sản phẩm các bác thôi. Và bàn đôn thì luôn luôn là sẽ có hai ngăn kéo để các bác kéo ra vào đồ. Mặt tràn thì 6 phân này, cổ chỉ 3 tầng này, chân là chân 16 này, vén cong tất cả này các bác nhìn xem này, rất là dẻo nhé. Chân 16 yếm liền, yếm này là yếm dày là 4 phân mọi người nhé, yếm cũng làm theo lối nguyên khối. Cạnh chiếc bàn lớn thì ở đây là có một chiếc đôn kẹp bàn. Cái đôn này em đang làm là để trơn, đôn không đục để mọi người nhìn xem vân thực tế. Đấy các bác thích yêu cầu đục thì em cũng làm đục cho các bác. Đôn này là làm kích thước là rộng 50, dài là 87 phân, toàn bộ là mặt ván liền tấm hết, không chấp ghép một chút nào, cũng là vén cong hết, cổ chỉ 3 tầng, chân là chân nguyên khối như này. Mua rồi em cũng sẽ tặng kính đôn trên này dày 9 mm các bác. Và cuối cùng thì là không thể nào thiếu được một bộ 6 món, một đôn thất để ngồi rồi. Cái đôn này để ngồi mọi người nhá, với kích thước là 45x45, toàn bộ là mặt ván tràn liền lúc một tấm. Các bác biết là để làm ra được một bộ sản phẩm Hoàng Gia nguyên khối như này, chọn ra những cái tấm ván tràn to như này nó rất là khó. Nhà em là một cơ sở lớn nên nhà em lúc nào tích trữ được gỗ từ trước,
để lựa lọc ra, để sản xuất ra những cái bộ sản phẩm chất lượng này để phục vụ mọi người. Đây, cổ chỉ 3 tầng, chân là chân nguyên khối hết này, yếm dày 4 phần. Đối diện chiếc đoàn lớn có 2 chiếc ghế đơn, thì em đang ngồi thử một chiếc ghế đơn các bạn xem này. Một bộ Hoàng gia chân 16 ngồi vô cùng thoải mái và nhìn cái dáng rất chi là đẳng cấp. Những cái dòng sản phẩm Hoàng gia này và kê vào những không gian cách nhà hiện tại. Những ngôi biệt thự tân cổ điển mình nhìn trông rất là sang trọng và đẳng cấp luôn các bạn. Ghế đơn em đang làm kích thước là sâu 83, ngang 1m16, cao 1m53 phân. Toàn bộ là vén cong tứ diện, trương liền dày 10 phân, vách liền dày 5 phân. T là T làm cong, T đặc làm cong, ván tràn dày 6 phân. Cổ chỉ 3 tầng, chân là chân nguyên khối, yếm làm dày là 4 phân. Thì các bác phải nhìn cho em tổng quan giúp em cái giá ngổ Hoàng gia năm nay nhà em này. Nhà em thì luôn luôn làm cải tiến đi theo hàng năm. Cứ mỗi một năm mới nhà em sẽ làm các cái mẫu khác đi để khác hoàn toàn những sản phẩm trên thị trường, để khi mà mọi người sử dụng sản phẩm nhà em thì có biết được là cái sản phẩm của Đồ Gỗ Thiên Phú cũng như sửa gỗ gốc có những cái điểm nó khác biệt trên thị trường. Các bác nhìn giúp em này, tổng quan này, ghế đơn này, toàn bộ là gỗ có đỏ ba chi 100%. Các bác mua hàng nhà em về kiểm tra thoải mái, đúng hàng đúng chất lượng các bác mới thanh toán. Còn riêng nói về dòng gỗ đỏ ba chi này thì là cái loại gỗ mà tốt nhất của dòng gỗ đỏ rồi, mà nó rất là giá trị các bác nhá. Đấy, các bác tổng quan giúp em. Vừa xong thì em đã giới thiệu xong cho mọi người một, đây phải gọi là một siêu phẩm Hoàng gia chân 16, hàng ván tràn dày 6 phân, gỗ gõ đỏ ba chi. Hiện tại những bộ sản phẩm như này, trong thời gian nếu mà thời gian đỉnh điểm giá sẽ rơi vào là 119 triệu. Còn trong video clip ngày hôm nay em để các bác với giá bộ sản phẩm này chỉ có là 109 triệu, bao gồm là đã hoàn thiện đẹp kỹ hết rồi, tặng đầy đủ kính bàn, kính đôn và một bộ combo cây trà, và cũng miễn phí vận chuyển trong bán kính là 50 km. Các bác mua quan tâm sản phẩm này hoặc là muốn tư vấn theo yêu cầu nhà mình, hãy liên hệ qua số điện thoại hotline Zalo sẽ ghi trên phần video để em của em để em tư vấn trực tiếp cho mọi người, hoặc hãy đến trực tiếp cơ sở nhé. Ở đây là cơ sở 1 nằm ở cạnh cây xăng của Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là cơ sở có cả khu vực sản xuất mộc này, khu vực hoàn thiện này và cả khu vực trưng bày sản phẩm để mọi người qua xem mắt thấy tai nghe. Đấy, và mua hàng thì em sẽ bảo hành cho mọi người là 15. Đấy, các bác cứ yên tâm sử dụng sản phẩm của bên cơ sở nhé em. Có những bình luận, có ý kiến gì, anh chị em mình hãy comment lại dưới phần lời kiến giúp em, để em sẽ cố gắng làm những video sau hay nhất có thể để phục vụ mọi người. Xem video của em thấy hay, hãy ủng hộ em với nút like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em. Em xin báo giá công khai bao lần nữa là một siêu phẩm Hoàng gia trên 16 này, gỗ có đỏ ba chi này em đang bán giá chỉ có là 109 triệu. Đấy, các bác quan tâm liên hệ bên em để tư vấn cho các bác nhá. Xin chào mọi người.